chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình Trên đường hội nhập tuần này của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch đã thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành bất động sản. Trong đó, nhóm bất động sản công nghiệp sạch, công nghệ cao như Bình Định đang trở thành điểm sáng của thị trường miền Trung. Gia nhập thị trường Nhân Hội cuối năm 2019, tập đoàn Danh Khôi đã tạo nên tiếng vang lớn cho thị trường với sự thành công của dự án Nhân Hội New City và mới đây là Kiko Gateway. Chuẩn bị tiền đề cho sự phát triển của Kiko Gateway, tập đoàn Danh Khôi mới đây đã ký kết hợp tác với ngân hàng và các đối tác chiến lược. Trong đó, ở hạng mục hỗ trợ tín dụng, Danh Khôi hợp tác cùng ngân hàng VB Bank có mạng lưới 227 điểm giao dịch phủ rộng khắp cả nước. Thông qua việc hợp tác này, ngân hàng VB Bank sẽ cung cấp gói vay ưu đãi với lãi suất 0% và ân hạn gốc lên đến 12 tháng cho khách hàng mua Kiko Gateway. Song song đó, để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, tập đoàn Danh Khôi cũng đã ký kết cùng các đại lý chiến lược, công ty DKR, DKRB, Senhomes, Á Châu Land, Asia News Time và DKRT. Với bước đi chiến lược và sự đồng hành của các đối tác, tập đoàn Danh Khôi hứa hẹn tạo nên những dấu ấn riêng nhằm kiến tạo thịnh vượng cho khách hàng. Dự án Kiko Gateway sở hữu vị trí đặc biệt khi tọa lạc ngay tại cửa ngõ dẫn vào bán đảo Phương Mai và có hơn 1.000 mét vuông mặt tiền quốc lộ 19B. Dự án được đầu tư hơn 46 hecta, gồm 2.406 sản phẩm đất nền nhà phố thương mại, biệt thự, hướng đến mục tiêu xây dựng một khu đô thị phồn hoa bên vịnh biển.